mọi người đến với kênh của anh Graden nha. Lại là Na của cửa hàng xe máy An Thành Phát đây. Thì hôm nay Na xin giới thiệu với mọi người về một dòng xe mà trước giờ các anh em rất là quan tâm và hỏi Na rất là nhiều, đó là dòng xe Vario 160 ha. Thì hôm nay Na cũng sẽ cập nhật giá bán của em Vario 160 trong tháng 4, cái thủ tục trả góp và quà tặng của em trong tháng 4 này luôn ha. Thì đầu tiên Na cũng giới thiệu sơ qua về cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng xe máy An Thành Phát hiện ở quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ 0325 333 789 để được tư vấn hỗ trợ ha. Thì đi vào vấn đề luôn á, thì em Vario 160 trong tháng 4 này có giá là 72 triệu đồng. Bạn nào mua góp thì các bạn chỉ cần trả trước cho mình tầm 15 triệu ha. Đủ 18 tuổi, có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân là mình đã mua trước được rồi ha. Đậu xe là mình dắt về rồi. Còn bạn nào có điều kiện thì mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt. 30% giá trị xe, có cả vẹt gốc và lãi suất siêu ưu đãi luôn. Và ngoài ra cửa hàng có hỗ trợ trả góp toàn quốc nè, và giao xe tận nơi cho các bạn ha. Cho nên các bạn cứ yên tâm, dù ở bất cứ nơi đâu An Thành Phát cũng luôn phục vụ nha. Rồi, thì đối với quà tặng thì hiện tại cho tới hết ngày 30 tháng 4, cửa hàng có đang chạy chương trình tri ân khách hàng. Bạn nào mua xe tại cửa hàng sẽ có cơ hội trúng giải nhất là TV 40 inch, giải nhì là tủ lạnh hoặc là loa kẹo kéo, giải 3 là quạt nước và nhiều giải khuyến khích như là tai nghe Bluetooth này, ấm nước này, nồi son vân vân, rất là nhiều. Và quà tặng đặc biệt cho các bạn đang là fan của anh Graden cũng như là theo dõi Na, có liên hệ trực tiếp cho Na theo số 0325 333 789, các bạn sẽ được hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe đi lại ha. Rồi, thì mình nói qua về cái thủ tục, tất cả các thủ tục và giá rồi. Thì bây giờ mình nói về em Vario 160 này đi ha. Thì đối với riêng về cảm nghĩ của Na nha, riêng về cảm nghĩ của Na thì Na thấy cái dòng Vario 160 này thì nó không được đẹp bằng Vario 125 và 150 các bạn ạ. Đối với các bạn nào nhỏ con thì mình nên suy xét lại, bởi vì cái dòng xe này nó tương đối là lớn các bạn ạ. Các bạn nhìn cái dàn áo phía trước này, mặt nạ nè, nó rất là bự. Anh nào mà tầm 1m75 trở lên, mình nghĩ như vậy, 1m75 trở lên đi cái xe này mới vừa đó các bạn ạ. Còn nhỏ nhỏ thì mình nên suy xét lại cái dòng xe này ha. Đó, và cái màu đen nhám này á thì các bạn cũng rất là nhiều bạn muốn review cửa hàng về là đủ màu luôn. Nhưng mà nhiều bạn muốn theo dõi cái dòng Vario 160 màu đen nhám cho nên review cho các bạn. Cái màu này cũng rất là dễ độ luôn. Bạn nào muốn đen hết, cho nên các bạn nào muốn lên màu gì cũng dễ hết á. Bạn nào muốn màu độ thì cửa hàng An Thành Phát là chuyên gia độ màu, các bạn cứ inbox cho Na ha. Còn các bạn cứ để ý nè, xe đó cũng tương tự như các dòng xe Vario 120 hay 125, 125 hay là 150 á, thì nó cũng đều dập cái dòng chữ Vario 160 nè. Đó, cái kiểu dáng thì nó giống nhưng mà nó cũng tựa tựa nhau. Và đấy, các bạn nhìn cái cản mưa đằng sau này. Đó, nhìn cái xe nó cũng rất là mang tính thể thao cá tính, nhưng mà nó hơi bự thôi các bạn ha. Rồi, thì các bạn nào cần quan tâm muốn inbox xem màu nào thì cứ inbox riêng cho Na ha. Na sẽ tư vấn từng màu cho các bạn luôn. Đó, các bạn đừng có ngại ngùng gì ha. Rồi, bạn nào mà còn thắc mắc muốn review dòng xe nào cứ trực tiếp comment ở phía dưới, Na và anh Graden sẽ tiếp tục ra video cho các bạn xem ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.